dùng hết là 6 chai. Nano vàng mới được thí nghiệm trên động vật. Đó là một cái sự lừa dối giữa con người với nhau. Anh nói cho em nghe, uống cái này vô là anh bảo đảm là chị Hồng là chết sớm liền, chết ngay luôn, tức khắc luôn. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, khi nhận được một số thông tin về vật liệu nano vàng điều trị ung thư, nhóm phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đã lên kế hoạch tiếp cận các nhân vật có liên quan. Việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân và người nhà đều rất cảnh giác vì sợ những người mang danh bác sĩ nghiên cứu có thể bỏ rơi họ bất cứ lúc nào. Sau gần 2 năm, trong nhiều vai hóa trang khác nhau, theo số phận của nhiều bệnh nhân, từ lúc bắt đầu họ bị lôi kéo vào những cuộc thử nghiệm nguy hiểm và mờ ám, cho đến khi họ chỉ còn là bức ảnh sau làn khói hương. Phóng viên của truyền hình Công an Nhân dân đã làm rõ một đường dây có tổ chức của những bóng ma áo trắng với các thủ đoạn kiếm tiền trên nỗi đau của những bệnh nhân đang tìm kiếm những cơ hội sống cuối cùng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, truyền hình Công an Nhân dân sẽ phát sóng loạt phóng sự điều tra nano vàng và những cuộc thử nghiệm nguy hiểm, mờ ám. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông qua nhóm dành riêng cho các bệnh nhân trên mạng xã hội mang tên câu lạc bộ cuộc chiến chống ung thư, chúng tôi làm quen với chị Đào Thu Thủy. Chị Thủy ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Năm 2016, chị bắt đầu các đợt điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, tỉnh Vĩnh Phúc rồi Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Trong thời gian ấy, chị được một người trong câu lạc bộ cuộc chiến chống ung thư giới thiệu về vật liệu nano vàng, một thần dược đối với bệnh nhân ung thư. Trong lúc tuyệt vọng về những cơn đau đớn hành hạ, khao khát sống của chị Thủy thêm một lần nữa được nhen nhóm. Qua từng lần người kia giới thiệu vào trong nhóm thì mọi người nói rằng là tốt. Mình sau khi mình sử dụng lần thứ nhất, thì mình cảm thấy rằng là cái cơn đau nó giảm đi nhưng mà nó giảm đi chỉ khoảng tầm 3 đến 5 ngày. Thì chính bản thân em đến bây giờ em chính điều này đã khiến chị Lan, người đồng hành cùng em gái trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác, dù chất đầy sự nghi ngờ về cái gọi là nano vàng, cũng không thể vượt qua tâm lý còn nước còn tát. Và liệu pháp nano vàng giống như sự bám víu cuối cùng của cả người bệnh lẫn người thân. Thế nên là bây giờ cái tâm lý người bệnh thì người ta cứ như kiểu là gặp cái cọc ấy, người ta báo bấu víu vào. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì mọi người mới có thể hiểu được rằng là mình tha thiết sống như thế nào. Chị Lê Mai Hương, vợ anh Phan Ngọc Thân, ra đi ở tuổi 50 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tụy. Cũng giống như chị Thủy, khao khát sống những ngày cuối đời của chị Hương được gửi chọn vào vật liệu nano vàng. Dù trước đó, kết quả điều trị của chị tại Singapore đang có những tiến triển tốt. Cái thời gian mà chị Hương bắt đầu dùng nano vàng là thế nào? Thời gian mà bắt đầu dùng nano vàng là vào cái thời gian này, tháng 9 2017. Chị ra Hà Nội để sử dụng hay là chị ở trong Sài Gòn? Ở ra Hà Nội, anh thuê nhà luôn à, anh ở số 6 ngõ 2, nhà số 6 ngõ 2 đường Quần Ngựa, quận Ba Đình. Tổng cộng là chị Hương dùng bao nhiêu chai nano vàng? Tổng cộng như vậy là dùng hết là 6 chai.
nhưng cuối cùng chị đã không thể chờ để ăn thêm một cái Tết cùng gia đình. Năm nay là chị ăn thêm một cái Tết nữa. Cuối cùng không kịp. Đây là cô Dự, ngoài 50 tuổi, lên Hà Nội thuê trọ trước cổng bệnh viện để điều trị ung thư phổi cho anh rể. Cô Dự được những người trong cộng đồng giới thiệu nano vàng là vật liệu điều trị ung thư đang trong quá trình thử nghiệm. Cô cũng được thuyết phục đã có nhiều người khỏi bệnh nhờ vật liệu này. Vì vậy, cô cùng gia đình quyết định để đưa anh rể đang sinh sống tại Vũng Tàu ra hẳn Hà Nội chữa bệnh. Đây là vật liệu nano vàng cô Dự vừa mua chiều nay để chuẩn bị cho 11 ngày điều trị của anh rể. Sản phẩm là một dung dịch màu tím được đựng trong dụng cụ truyền nước niêm phong kín. Có thể hình dung về vật liệu nano vàng như thế này. Một nanomet là một phần tỷ của mét. Phần đuôi của cây kim có chiều rộng 1mm. Nếu lấy số đó chia cho 10, ta có đường kính của một sợi tóc. Chia cho 100, ta có kích thước của những giọt nước siêu mịn trong sương mù. Như vậy đủ để thấy một nanomet nhỏ đến mức không thể tưởng tượng được. Các hạt nano vàng cũng nhỏ như vậy. Tại Việt Nam, vật liệu nano vàng được giới thiệu có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư mà cô Dự và nhiều người đặt niềm tin do một nhà khoa học tên Thắng cùng các đồng nghiệp bắt đầu nghiên cứu từ năm 2004. Còn trên thế giới, năm 2013, giáo sư Peter Dobson và các đồng nghiệp tại trường đại học Oxford đưa ra những nghiên cứu mới nhất về việc sử dụng nano vàng để ức chế tế bào ung thư. Năm 2017, nhóm nghiên cứu người Hàn Quốc nối dài hy vọng về khả năng tiêu diệt tế bào ung thư của nano vàng thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng trên chuột. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nghiêm Thị Hà Liên, một trong những nhà khoa học nghiên cứu về nano vàng hàng đầu tại Việt Nam, thì vật liệu nano vàng nếu muốn đưa vào chữa bệnh phải trải qua rất nhiều quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt và phức tạp. Vì đây là vật liệu còn nhiều tranh cãi. Thực ra cái nghiên cứu về nano này muốn đi vào điều trị được ung thư thật thì qua nhiều nghiên cứu rất là phức tạp. Đầu tiên là phải nghiên cứu được đến cái ung thư đối tượng làm sao để cho hạt vàng nó nhắm vào đích. Tức là mình phải gắn kết với cái kháng thể hoặc là những cái tương tự kháng thể nó có thể hướng được tới đích để mà khi cái hạt vàng nào vào nó không làm bất trong bất kỳ các cái nội quan khác mà nó chỉ hướng tới khối u thôi. Thậm chí để bác bỏ sự thần kỳ của nano vàng cũng như lời đồn thổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trung tuần tháng 7 năm 2018, Bộ Y tế và Bệnh viện K phải phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí để khẳng định trên thế giới chưa có công trình hay dự án nào về nano vàng được cấp phép điều trị cho người, ngay cả thử nghiệm. Tại Việt Nam, nano vàng điều trị ung thư là không có và hoàn toàn không được cấp phép hay công nhận. Ở rất là nhiều quốc gia nổi lớn trên thế giới như Mỹ là có hiệp hội FDA, Pháp thì có hiệp hội EMA là hiệp hội quản lý thuốc ở châu Âu. Thì họ chưa có thử nghiệm hạt nano vàng trên người. Chưa thử nghiệm có nghĩa là đồng nghĩa vì chưa thể điều trị được. Bản thân thử nghiệm người ta còn chưa cấp phép thì điều trị thì chắc chắn là càng chưa. Nano vàng mới được
thí nghiệm trên động vật, chưa được thí nghiệm trên người, do vậy mà chưa thể dùng được trên người. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, chị Thủy phát nguyện nương nhờ cửa Phật. Sau khi dùng 3 chai nano vàng và phải bán nhà để chữa trị, sự bám víu cuối cùng đã rời bỏ chị. Còn chị quyết định rời bỏ thế tục để chờ ngày trở về với cát bụi. Đó là một cái sự lừa dối giữa con người với nhau, lợi dụng trên chính cái thân xác của người bệnh. Đó là một cái nỗi đau rất là lớn, một cái nỗi đau mà thực sự là phải là những người bệnh nhân như chúng tôi mới có thể hiểu được. Như em gái em tính từ đợt đi viện đến giờ, coi như gần 2 năm, hết gần 1 tỷ, em không nói sai. Tất cả các loại thuốc hết gần 1 tỷ, kể cả truyền hóa chất, tất cả đấy. Đến khi mà chữa hết rồi bán cả cái nhà, vừa mới bán cái nhà để trả nợ đấy, vay tiền ngân hàng để đi chuyển hóa chất mới đi viện mổ các kiểu nữa, thì bán được cái nhà ấy đi trả nợ coi như là hết sạch, thì người cũng mất mà nhà cũng hết. Đấy, thì đừng lợi dụng những cái lòng tin của những người bệnh để mà lừa gạt người ta. Tôi cảm thấy mất lòng tin. Khi đau khổ nhất thì tôi đã tìm đến với cửa chùa, nơi mà Phật Pháp đã hướng con người ta làm lành hướng thiện, chứ không lừa dối như vậy. Trong suốt thời gian theo đuổi đề tài, nhóm phóng viên của Truyền hình Công an Nhân dân luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi cuối cùng của bệnh nhân Thủy. Đây có phải là sự lừa dối? Chính vì vậy mà bất cứ nơi nào có thông tin về bệnh nhân ung thư sử dụng nano vàng, chúng tôi đều tìm đến để có câu trả lời cho hương hồn chị. Người đã mất, người còn thì đang phải sống trong đau đớn và ân hận. Có một điểm chung là tất cả gia đình bệnh nhân này đều trống trơn tài sản vì chữa bệnh. Tại sao nano vàng chưa được cấp phép thử nghiệm lâm sàng lại trở thành sự bám víu cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của những bệnh nhân ung thư? Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ hé lộ một phần nguyên nhân này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.